세상 다 가진 듯해 저는 외력반 1이다. 저는 올해 20살입니다. 한국어는 공부한 지 1개월 이상 돼 있습니다. 진짜 뜨거워봐. 그때는 외력반 남아있고 한국어 와, 동맹학생한테 흥부탕 옛날에 학생도 BHF 과천사에 또는 감남비자 국외대학습관 한국 và trường tâm theo học là trường đại học Kim Liên thuộc top 1% trường đại học Hàn Quốc. 이제부터 시작이야 너와 함께 떠나보는 거야 달려가는 거야 loving you forever almost paradise 태양보다 더 따스한 날 보는 너의 눈빛은 온 세상 tâm huyết, tôi đã ngày càng tiến bộ và nay đã có thể tự tin giao tiếp với người bản xứ. Và tôi chắc chắn với bạn không thể tìm được một trung tâm tư vấn du học Hàn Quốc nào có uy tín, đáng tin cậy như VHS. Em xin chân thành cảm ơn trung tâm du học VHS đã luôn đồng hành và hỗ trợ cùng em trong suốt quá trình làm hồ sơ du học. Cảm ơn nhiều. 이제부터 시작이야